Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình luận đàm thời sự trên kênh HTD Sau đây, chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề. Ông Putin là nạn nhân lớn nhất trong vụ lừa đảo thế kỷ của Trung Quốc. Quý vị thân mến, ngày 6 tháng 5, ông Putin ra lệnh cho quân đội Nga tiến hành cuộc diễn tập vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm gia tăng mối đe dọa hạt nhân đối với các nước châu Âu. Cùng ngày, Tập Cận Bình tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Pháp Mật Rồng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen. Tại sao ông Putin lại chọn ngày này để leo thang mối đe dọa hạt nhân? Trung Quốc và Nga đang âm mưu gì? Tại sao Nga là nạn nhân lớn nhất trong vụ lừa đảo thế kỷ của chính quyền Trung Quốc? Sự kiện lớn thu hút sự chú ý nhất của cộng đồng quốc tế trong hai ngày qua, tất nhiên là chuyến thăm Pháp của Tập Cận Bình tất cả các phương tiện truyền thông lớn và tự truyền thông đều đưa tin. Nhưng có lẽ nhiều người đã bỏ qua một người, đó là ông Putin. Tại sao chúng ta nên chú ý đến ông Putin? Bởi ông vừa ra lệnh cho quân đội Nga tiến hành cuộc tập trận quân sự, vũ khí hạt nhân chiến thuật. Đồng nghĩa với việc ông Putin có thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tổng thống Putin có thực sự muốn tiến hành chiến tranh hạt nhân Ngày 6 tháng 5, ông Putin đã ra lệnh cho lực lượng tên lửa và hải quân ở miền nam nước Nga tham gia cuộc diễn tập vũ khí hạt nhân. Địa điểm diễn tập khá gần với dục Vậy, liệu ông Putin có thực sự muốn tiến hành chiến tranh hạt nhân? Lý do chính thức mà Nga quyết định thực hiện cuộc diễn tập này nhằm bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền về những hành động khiêu khích trước đây của các nước phương Tây. Tuyên bố này thực sự rất không thuyết phục. Nếu Nga thực sự muốn đáp trả hành động khiêu khích của phương Tây, Nga nên đáp trả bằng vũ khí hạt nhân ngay khi hành động khiêu khích của phương Tây. Tại sao phải đợi đến ngày 6 tháng 5 mới đưa ra phản ứng? Hơn nữa, ngày 6 tháng 5, tình cờ lại là ngày Tập Cận Bình tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Pháp và Liên minh châu Âu. Đây có phải là sự trùng hợp? Thật ra thì ông Putin không thực sự muốn tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân, ông Putin chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân để gây áp lực lên châu Âu và giúp Trung Quốc tạo ra nhiều con bài thương lượng chính trị hơn trong các cuộc đàm phán với châu Âu. Bởi vì Trung Quốc luôn tuyên bố rằng về vấn đề Ukraine, họ đang thuyết phục hòa bình và thúc đẩy đàm phán và mở đường xây dựng cầu nối cho các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh. Vì vậy, vào thời điểm này, khi Tập Cận Bình đến thăm châu Âu, Putin bất ngờ tiến hành cuộc tập trận vũ khí hạt nhân mục đích không phải để làm mất mặt người bạn tốt Tập Cận Bình, mà là tạo áp lực khủng khiếp lên châu Âu để leo thang chiến tranh. Từ đó gây áp lực cho Pháp và EU, khi đó không thể không yêu cầu Trung Quốc can thiệp. Khi đó thì Trung Quốc sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong việc yêu cầu châu Âu nhượng bộ Trung Quốc và Nga. Trước đây, Tổng thống Ukraine Zelensky từng mời Tập Cận Bình tham gia Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ngừng bắn. Nhưng Trung Quốc luôn giả cầm điếc. Chẳng phải Trung Quốc đang thuyết phục hòa bình và thúc đẩy đàm phán sao? Tại sao lại không ngồi xuống và nói chuyện? Trung Quốc chắc chắn không thực sự muốn có lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Họ chỉ muốn lợi dụng cuộc chiến này để trục lợi. Tại sao Tập Cận Bình tới thăm châu Âu vào lúc này? Chuyến thăm châu Âu của Tập Cận Bình vào thời điểm này thực chất có một số mục đích. Đầu tiên, Trung Quốc muốn xuất khẩu xe điện, pin lithium và bên mặt trời vào châu âu họ cũng muốn ngăn chặn châu âu tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm của trung quốc ý đồ thứ hai là lấy danh nghĩa thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa nga và ukraine càng sớm càng tốt để yêu cầu các nước châu âu nhận bộ nga và không đứng về phía mỹ trong vấn đề ukraine từ đó giảm áp lực lên nga khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế mục đích thứ ba cũng là quan trọng nhất đó là Bắc Kinh muốn lợi dụng lợi ích kinh tế, thương mại để lôi kéo Pháp, Hungary và các nước khác đến gần Trung Quốc hơn. Chia rẽ các nước y và khiến chính sách phản trung của y sụp đổ. Đồng thời, Bắc Kinh cũng muốn chia rẽ liên minh chiến lược giữa y và Mỹ, để châu Âu không còn đi theo nắm đấm của Mỹ và ngừng tấn công Trung Quốc. Tổng thống Pháp Mật Trọng đã lỏng lẽo về điểm này từ lâu. Trước đây, ông luôn nói rằng Ông muốn học hỏi cựu tổng thống Pháp Jacques Le muốn độc lập chiến lược và không muốn phù hợp với chính trị Mỹ. Vào ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc, Pháp, EU, cơ quan truyền thông nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc cũng đăng một bài báo chủ trương rằng quan hệ Trung Quốc, EU không phụ thuộc vào bên thứ ba và châu Âu phải duy trì sự độc lập chiến lược, vân vân. Trên thực tế, những lời hoa mỹ này bao gồm tránh chiến tranh lạnh mới và ngăn chặn đối đầu giữa các phe phái. Chỉ là chiến thuật quan hệ công chúng được chính quyền Trung Quốc sử dụng để xây dựng một mặt trận thống nhất. Nó cũng chia rẽ y Bởi vì chính quyền Trung Quốc không thể sánh được với châu Âu và Hoa Kỳ hợp lực để chống lại nhau. Đó là lý do tại sao Tập Cận Bình muốn đến thăm châu Âu và muốn chia để trị ông Putin có bị Trung Quốc lừa dối. Chuyến thăm châu Âu lần này của Tập Cận Bình không chỉ vì bản thân Trung Quốc mà một phần là để giúp ông Putin thoát khỏi khó khăn. Đó là lý do ông Putin ra lệnh thực hiện diễn tập vũ khí hạt nhân để giúp Tập Cận Bình đàm phán. Hơn nữa, ông Putin sắp thăm Trung Quốc vào giữa tháng 5 nên việc ông Putin leo thang đe dọa hạt nhân chắc chắn không phải để làm khó Tập Cận Bình mà là một kế hoạch âm mưu có trật tự giữa Trung Quốc và Nga. Vào tháng 3 năm ngoái, Tập Cận Bình đã đến thăm Nga. Khi đó, Tập Cận Bình đã nói với ông Putin rằng họ sẽ hợp tác cùng nhau để thúc đẩy một sự thay đổi mang tính thế kỷ. Nội dung chính xác của sự thay đổi thế kỷ này là gì? Trung Quốc và Nga chưa bao giờ công khai điều này. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ nhận thức muộn màng, sự thay đổi thế kỷ này có lẽ là một chiến lược lật đổ quốc tế của Trung Quốc và Nga hợp tác các nước trục tà ác như Iran và Triều Tiên. Đầu tiên, nga tấn công dầu tranh, tiêu diệt nền kinh tế châu Âu, Mỹ và sức mạnh quân sự của NATO. Thứ hai, Iran sử dụng một số tổ chức khủng bố để phát động chiến tranh ở Trung Đông và đánh lạc hướng sức mạnh quân sự của Mỹ. Thứ ba, Triều Tiên tạo ra các mối đe dọa tên lửa ở Đông Bắc Á để ngăn chặn quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Thứ tư. Trung Quốc phát động các cuộc tấn công quân sự ở eo biển Đài Loan, khiến quân đội Mỹ rơi vào thế chiến ba mặt trận và hạ cục quân đội Mỹ, tạo cơ hội tốt hơn cho Nga và Trung Quốc để tiếp quản Ukraine và Đài Loan. Trong bốn cách bố trí này, ba cách đầu tiên đã xảy ra rồi, phải không? Điều duy nhất còn thiếu là Trung Quốc chưa đưa quân đến eo biển Đài Loan. Có thể nói rằng, điều này là do Trung Quốc đã đánh giá sai tình hình, đánh giá thấp khả năng thích ứng của Hoa Kỳ và các đồng minh, đồng thời đánh giá quá cao khả năng chuẩn bị chiến tranh của chính mình ở eo biển Đài Loan, nên cho đến nay họ chưa dám đưa quân đến eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, nói chính xác hơn là Nga và các nước thuộc trục tà ác này đều đã bị Trung Quốc lừa dối. Sự thay đổi thế kỷ thực chất là một trò lừa thế kỷ. Trung Quốc đã dụ dỗ và sử dụng những người anh em độc ác này làm bia đỡ đạn, để làm suy yếu sức mạnh quân sự và nền kinh tế của các nước Âu Mỹ, từ đó giúp Trung Quốc vượt qua sự phong tỏa của Âu Mỹ và mở đường để Trung Quốc thống trị thế giới. Thực tế, Trung Quốc luôn cảnh giác với Nga, bởi vì Nga là vấn đề duy nhất của Trung Quốc ở biên giới phía Bắc. Do đó, Trung Quốc có thể cố tình lừa Nga tấn công dọc truyền. Điều này sẽ khiến Châu Âu, Hoa Kỳ và NATO bị tan rã và quan trọng hơn là chính nga bị tan rã trung quốc thực sự không muốn nga sụp đổ mà muốn nga suy yếu và trở thành một triều tiên vĩ đại phải dựa vào trung quốc về mặt kinh tế và quân sự bằng cách này nga sẽ trở thành nước chư hầu của trung quốc trung quốc không chỉ mất đi một kẻ thù lớn mà còn có thêm một con rối để sử dụng làm quân cờ do đó trong chuyến thăm trung quốc trước đây của ngoại trưởng mỹ blinken ông nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang hỗ trợ đằng sâu hậu trường cho ngành công nghiệp quân sự của Nga và Trung Quốc phải ngừng hỗ trợ Nga. Điều này cho thấy Nga đã kiệt sức sau 2 năm chiến tranh và chỉ có thể trông cậy vào Trung Quốc để tiếp máu. Nói cách khác, Trung Quốc không phải là kẻ mang lại hòa bình trong cuộc chiến Nga-Ukraine mà là kẻ sát hại Ukraine. Đồng thời, chúng ta cũng thấy rằng ông Putin đã ra lệnh thực hiện các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân để giúp Trung Quốc tạo ra những con bài thương lượng. Điều này cho thấy Nga đã thực sự suy giảm sức mạnh và phải trở thành chư hầu hoặc vai trò hỗ trợ của Trung Quốc. Liệu cho lừa đảo thế kỷ của Trung Quốc có thành công? Từ tất cả các dấu hiệu hiện tại, có vẻ như cho lừa đảo hy sinh anh em để đạt được lợi ích kéo dài hàng thế kỷ của Trung Quốc, rõ ràng đã gặp phải một nút thắt. Trước hết, Trung Quốc muốn dùng lợi ích kinh tế và thương mại để chia rẽ lập trường chống Trump của EU. Tuy nhiên, khi Trung Quốc, Pháp và EU đang đàm phán thương mại, Pháp và châu Âu đều hy vọng Trung Quốc có thể tuân thủ một cách công bằng các quy tắc thương mại và không sử dụng các khoản trợ cấp lớn để bán phá giá. Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố rằng vấn đề dư thừa công suất của Trung Quốc không tồn tại. Ngô ý rằng Trung Quốc phủ nhận việc họ bán phá giá sản phẩm ra nước ngoài và muốn EU mở cửa thị trường và tuân thủ các quy tắc trò chơi của Trung Quốc. Sự bất đồng này chạm đến lợi ích cốt lõi của EU. Đồng thời cũng sẽ cho thấy hành động phân cực của Trung Quốc rất có thể sẽ thất bại. Ngoài ra, Hoa Kỳ từ lâu đã được cảnh báo rằng Trung Quốc muốn làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Hoa Kỳ thông qua cuộc chiến ba mặt trận. Do đó, Hoa Kỳ đã không tích cực sử dụng quân đội trên chiến trường Ukraine và không rơi vào thế bảy chiến tranh châu Âu do Trung Quốc và Nga thiết lập. Đồng thời, Mỹ không rơi vào bảy chiến tranh Trung Đông mà sử dụng biện pháp hòa giải ngoại giao mạnh mẽ để khiến Hormuz đồng ý chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn. Không chỉ vậy, Mỹ còn yêu cầu giám đốc tình báo quốc gia lên tiếng rằng hợp tác quân sự hiện nay giữa Trung Quốc và Nga ngày càng chặt chẽ hơn Thậm chí, họ còn tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với vấn đề Đài Loan. Do đó, Hoa Kỳ đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hai mặt trận để đối phó với Nga và Trung Quốc ở châu Âu và eo biển Đài Loan cùng một lúc. Ngoài ra, tin tức do Hoa Kỳ đưa ra thực chất là một lời cảnh báo đối với châu Âu. Nếu châu Âu nới lỏng và tiến gần hơn đến Trung Quốc và ngừng hợp tác với Hoa Kỳ, thì Trung Quốc và Nga chắc chắn sẽ bắt đầu một cuộc chiến mới ở châu Âu và người dân sẽ là nạn nhân gánh chịu đau khổ. Từ một góc độ khác, Trung Quốc vốn đã là một mối đe dọa quân sự đối với châu Âu giống như Nga. Vì vậy, có vẻ như phô lơ đảo thế kỷ của Trung Quốc đã gặp phải nút thắt, nỗ lực đánh lừa châu Âu và chia rẽ liên minh châu Âu và Mỹ của Trung Quốc đã không thành công. Nạn nhân lớn nhất của sự lừa dối hiện nay là ông Putin và Nga. Phô lơ đảo thế kỷ của Trung Quốc liệu có ảnh hưởng đến chúng ta? Trung Quốc là kẻ chủ mưu của phô lừa đảo thế kỷ này, nên người bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là người dân Trung Quốc. Để chuẩn bị cho chiến tranh ở eo biển Đài Loan, Trung Quốc nhất định sẽ tranh giành lương thực và vàng với người dân để làm nguồn dự trữ chiến lược. Đồng thời, làn sóng chiến tranh do Trung Quốc lan rộng ở eo biển Đài Loan cũng sẽ ngăn cản các công ty nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc. Do đó, vấn đề thất nghiệp của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục trầm trọng hơn các doanh nghiệp tư nhân và nền kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục bị thu hẹp và sụt giảm. Đây thực sự là điều đáng tiếc. Đối với thế giới, do Trung Quốc đang cố gắng phát động một số cuộc chiến, nên chắc chắn sẽ gây ra những biến động trong nền kinh tế quốc tế, đặc biệt là giá năng lượng, giá lượng thực, giá vàng có thể tiếp tục tăng. Do đó, vấn đề lạm phát khó có thể loại bỏ trên phạm vi quốc tế. Điều này sẽ tiếp tục cản trở sự phục hồi kinh tế của nhiều quốc gia trong năm nay. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews btv com Một lần nữa, đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.